Chị Thình có xin má về quê vài ngày để giỗ chồng. À, để cho con Lan nó ở đây đi, phụ cơm nước giặt giũ. Chừng nào chị Thình lên á rồi lúc đó cô hãy đi. Dạ. Má tính vậy cũng được. Cô coi xuống bếp phụ với chị Thình làm món ăn đi, tôi đói rồi đó. Sẵn con Lan nó về, kêu nó giữ con bé Mai để con đi nhà thương kiếm bác sĩ mổ nha má. Bác sĩ nói mổ thì mổ, nhưng mà có chắc ăn là 100% là con sẽ sanh đẻ hay không? Rủi có bề gì má làm sao sống nổi con. Má trù ẻo không à. Người ta nói nếu mà con mổ ổn là con sẽ làm vợ được bình thường, chỉ là không chắc chắn là có thể sanh con được thôi. Má chỉ cần má kêu con Lan giữ con bé Mai cho con tự đi được. Con khờ quá à. Con có muốn đi mổ á thì đợi sau khi con Lan nó đi thì con hãy mổ để cho con Lan nó không có biết. Sau khi mổ xong rồi mai mốt con xuống á, con gần Lưu Phan tạo bất ngờ thì nó mới vui được, hiểu chưa? Dạ. Nè con, uống miếng nước lệ đi cho tan máu bầm. Trời ơi, sao thấy tụi nó đánh bay á mà xáo xót cả ruột gan vậy đó. Sao con có làm gì bậy bạ hết chị ơi? Tôi còn bị hoang sao rồi. Chị với dì Sáu là tin tụi em, nhưng mà bây giờ chị với Sáu không đâu làm được gì đâu. Thôi bây giờ hai đứa ráng ăn miếng cháo vô, để thôi lát nữa người ta dậy người ta bỏ đói cho bay nữa. Vợ ăn miếng cháo đi con. Cậu bị sao vậy? Cho hai tụi nó ăn tiếp đi, để tụi nó chết á. Cậu Hai, tôi thề với cậu, tôi không có làm cái gì hết rồi. Anh ơi, em không có làm gì có lỗi với anh hết. Vợ tao nói tụi bay qua mặt tao, còn bắt quả tang tại trận. Cho nên bây giờ tao không biết đứa bé trong bụng là của tao hay là của thằng Thành. Trời đất ơi, ăn nói gì mà ác nghiệt vậy? Nếu mà thật sự có tội đi chăng nữa thì Huệ cũng chỉ bị cái tội là ăn cắp cái túi xong thôi, chứ làm gì có cái chuyện mà đứa con trong bụng không phải là con của cậu Hai được. Ác miệng quá à. Huệ, tự nhiên em ăn cắp củ sâm chi vậy? Em xin thì anh đưa bao nhiêu cũng được mà, tự nhiên giờ em làm vậy làm chi? Anh khó xử quá vậy nè. Em xin lỗi anh, em nghe tới em bệnh nặng cho nên là gấp quá không có kịp suy nghĩ. Với lại mà Hai ở nhà em biết có xin cũng không được, em mới làm liều rồi nói anh sao. Thật sự em không làm gì có lỗi với anh hết. Đứa con trong bụng này thật sự là của anh. Cậu Hai, tôi xin cậu tin Huệ, tin tôi. Tôi không có làm gì sai hết cậu Hai ơi. Tao không biết đâu, vợ tao bắt gặp cho nên tháng này đánh dây thép cho má tao hay rồi. Má tao về đây xử hai tụi bay á.
Tao có một mình cũng không có được nữa. Chết rồi, bà chủ biết là lớn chuyện đó. Ai in như con gái vậy hả? Bác Hai ơi, có chuyện gì vậy con? Chết rồi. À chết. Dạ, lần này là lớn chuyện rồi. Con Huệ với lại thằng Thành. Cái gì? Con Huệ với thằng Thành chết hả? Dạ vậy, không phải. Ủa, ủa sao, sao ai đồn là bác bệnh nặng lắm, hấp hối sắp chết rồi? Cái gì? Ai mà đồn ác nhân thất đức vậy? Tao còn khỏe cùi cùi gì mà hấp hối là sao? Dạ thì ai? Mấy bữa trước á là bác có đau bụng râm râm, rồi bác tới thầy Tư cho mấy viên thuốc tể uống nay đỡ rồi. Đó, bác còn chuẩn bị đi ra ruộng nè. Vậy á, ai đồn á nói là bác hấp hối sắp chết rồi, là phải có xăm nhung ngậm á thì bác mới khỏe được. Làm con Huệ á nó ăn cắp xăm của cậu Hai, xong rồi bị mợ Hai phát hiện. Bây giờ á là hai đứa nó đang bị trói trong chuồng trâu á. Chết rồi. Để bác qua bên đó mới được. Bác không được. Tao khỏe cùi cùi vậy mà nó hấp hối là sao? Bây giờ á, mợ Hai đang đánh dây thép á, chờ bà về. Hai đứa đó đang bị bỏ ăn bỏ uống luôn á bác. Vậy để bắt qua nói chuyện với mợ Hai. Không được, chuyện này á mợ dặn là không ai được biết hết trơn á. Dì Sáu dặn con á là lén qua đây cho bác hay. Bây giờ mình phải chờ bà về, thì mai ra bà còn biết phải trái mà phân xử. Trời ơi, nước này rồi mà mày biểu tôi đợi đợi là sao hả gái? Chứ bây giờ bác qua bển mà gặp mợ Hai cũng như không à. Hồi nào giờ mợ Hai đang tính đường á là triệt con Huệ, bây giờ bác mà qua bển nó là còn lớn chuyện thêm nữa đó. Không chừng là con Huệ còn bị đánh nhiều hơn nữa. Bây giờ bác đợi đi, chừng nào bà về thì con qua cho bác hay. Chứ bây giờ bác qua bển cũng không được gì đâu. Thôi giờ con đi về, để hôm thôi mợ biết mà quánh con nát hay luôn á. Con về bác. Trời ơi, sao không lúc nào tía con tôi được yên ổn ít gì nè. Đánh con Huệ tới khi nào nó thừa nhận cái thai đó là của thằng Thành. Đánh thằng Thành tới khi nào nó chịu nhận nó có tơ tình với con Huệ cho tao. Dạ mợ. Mợ ơi, con Huệ nó đang có thai. Đánh như vậy á, nó hư thai á là mình mang tội đó mà. Nó là con của cậu. Ai nói nó là con của cậu? Nó là con của thằng Thành. Cái bầu lan chạ đó hư thì càng tốt thôi. Con Huệ mà hư thai, mợ sẽ thưởng lớn cho hai đứa. Sao? Tụi bay đồng lõa với nó hay sao mà không dám làm? Có tin là tao mét bà xử luôn tụi bay không? Lôi hai đứa nó ra đây quỳ cho tao. Nhanh. Dạ. Quan chỗ nào? Mày đánh, mày đánh tới khi nào chịu nhận tội thì thôi. Còn con Huệ, thứ đàn bà lăng loàn chắc nết, muốn chồng tao nữa tu hú hả? Em xin mợ, em lại mợ, em không có làm những cái chuyện xấu hổ tày trời vậy đâu. Mợ làm ơn tha cho anh Thành đi. Đứa con trong bụng này đằng sau là của cậu Hai mà. Cái gì mà leo lẻo hả? Tấn, mày đánh tới khi nào nó chịu nhận đứa con trong bụng là của thằng Thành thì thôi. Tụi bay còn đứng đó làm gì? Đánh mau lên! Nhanh lên! Mạnh tay lên! Đừng lại! Đừng lại! Không có được đánh nữa! Đến nước này rồi mà anh còn binh vực cho tụi lăn lầu này sao? Anh không có binh, nhưng mà chờ má về, em sai đánh về tụi nó chết sao? Anh sợ tụi nó chết? Hay là anh mới con Huệ quá? Anh muốn má về sợ! Má ơi! Ngưng lại! Ngưng lại! Em đừng có lộng quỳ quá, để cho má xử. Đồ độc ác, đừng có đánh nữa, đồ độc ác. Anh chửi tôi trước mặt của nó hả? Đồ độc ác, không có được đánh nữa. Tụi bay tên xuống với tao rồi, đánh nó. Nhanh lên.
vô nghỉ ngơi nha má. Má mà có cánh là bay thẳng về đây. Ngồi xe mà lòng như lửa đốt, không ngờ chuyện động trời xảy ra ở nhà mình. Con nói với má rồi mà má không chịu tin con. Để má xử. Oan cho con quá bà ơi. Bà ơi, con mang ơn ông bà, con mang ơn cậu hai suốt đời suốt kiếp. Con không dám làm gì có lỗi với ông bà và cậu hai đâu. Bắt quả tang rành rành, có Bảy Đanh và thằng Tứng chứng kiến, chồng tao cũng thấy mà còn chối nữa hả? Má, má đừng có thấy tụi nó khóc lóc rồi siêu lòng, để chồng con phải nuôi con cho thằng khác. Chuyện tài đình như vậy làm sao mà bỏ qua được. Đánh nó cho tao, đánh nó khi nào mà nhận tội thì thôi. Đánh. Quê ơi. Trời lạnh lắm, cho em đắp mền chung với nha. Em đắp mền khác đi. Ủa, gì kỳ vậy? Vợ chồng thì phải đắp chung cái mền chứ, tự nhiên kêu em đắp mền khác là sao? Không, anh sợ. Ủa, mắc gì sợ? Thấy thằng Thành như con Huệ bị đánh, anh sợ lắm. Tụi nó bị đánh cũng đáng thôi, tụi nó dám gạt anh, qua mặt anh, còn bắt anh phải nuôi con giùm tụi nó nữa. Bị đánh như vậy thì có gì đâu mà sai mà anh sợ. Anh thấy em ác, má cũng ác. Đánh người ta chảy máu, rồi còn bỏ đói, còn phơi nắng. Anh không cần con Huệ làm vợ, anh cũng không cần em bé luôn. Miễn nó đừng có đánh người ta như vậy, anh trốn ở trong đây nè, để khỏi thấy gì hết á. Quá nhiều chuyện xảy ra luôn á, bây giờ em mệt lắm, em chỉ muốn ngủ thôi. Tin tôi nghe cậu. Không phải tin anh nghe. Tao tin tụi bay, hay là không tin thì không có nhầm nhò gì hết. Tại tao thấy tụi bay bị đánh, bị chói, bị phơi nắng phơi sương, bị bỏ đói vậy. Sợ tụi bay chết cho nên tao mới cởi chói cho tụi bay thôi. Cậu hai, cậu hai cởi trói cho tôi như vậy, bà mà biết bà đánh tụi tôi chết đó cậu hai.
chuyện gì anh đi ra đây đó. Bay đi trốn đi. Thà tụi bay đi trốn mà tao còn biết là tụi bay còn sống, còn có ngày gặp lại. Chứ tụi bay mà chết tao buồn lắm. Tao không muốn tụi bay chết đâu. Tụi bay đi lẹ đi. Mình đi đâu bây giờ hả con? Mày lấy này nè, lận lưng làm vốn. Nhớ là phải đưa quậy đi thật xa. Chứ tụi bay mà ở đây bị đòn, tao đau, tao sợ lắm. Em không đi đâu hết, em phải ở lại đây để sinh con. Đứa bé trong bụng là con của anh mà. Nhưng mà em không đi thì em sẽ chết. Mà chết rồi thì làm sao sinh được em bé? Em bé là con anh, anh nuôi cũng được mà. Nhà anh không cần em bé nữa. Anh chỉ muốn hai người đi thật xa, để ông bị đánh trước mặt anh thôi. Em không đi đâu, em phải sanh con ra. Em mà đi thì chẳng khác nào những lời du quan giáo hoàng của họ là đúng hả? Người đời sẽ nói em lăng loại, trách nết, sẽ quyền rủa tía má em cả đời. Vẫn là vợ, dù là bé, là thừa, em cũng sẽ không đi theo người khác đâu. Mà Huệ nói đúng đó con. Nếu như bây giờ mà Huệ bỏ đi với tôi, người ta sẽ nghĩ tôi và Huệ đã làm chuyện sai trái. Người ta sẽ không tin đứa con trong bụng Huệ là con của cậu. Nhưng con Huệ sẽ bị đánh chết. Thà chết để giữ thanh danh. Cảm ơn cậu. Bây giờ cậu là chồng của Huệ, cậu là cha của đứa bé, cậu phải biết bảo vệ con và vợ của mình chứ. Tôi phải sống để đi tìm ba mẹ ruột của mình. Nếu tôi biết vì sao họ bỏ rơi tôi hứa, nếu như sau này tôi còn sống, nhất quyết tôi sẽ trở về đây tạ ơn cụ tử của cậu. Em phải đi liền đi. Dạng này tao cho mày luôn, không cần trả đâu. Không không không, cậu Hai, tôi không lấy được đâu. Nếu như bà biết mất số vàng này, bà sẽ nghĩ là Huệ hoặc là gia đình trong nhà lấy, bà sẽ đánh họ chết đó cậu. Mày đừng có lo, vàng này là của tao, mà tao không có biết. Hồi ba tao còn sống á, để lại cho tao. Mẹ tao giấu má tao để dành phòng thân. Tao giấu kỹ lắm, má tao không có biết. Giờ tao cho mày, tao cũng không muốn nói cho má tao biết luôn. Mày giữ đi. Tôi mang ở cậu suốt đời,
cô nhân của tôi một lại nghe cậu hai. Cậu tôi đi. Con mang bánh đi cho mẹ ăn đỡ đói á. Cậu tôi đi. Vô phòng ngủ em để bà chủ với mợ hai phát hiện á. Anh coi em ăn xong anh mới vô. Đi. Cái gì vậy? Trời sáng rồi. Cái gì vậy? Đi vô coi tụi nó còn sống không? Trời, làm như tụi nó dễ chết lắm vậy. Có trốn không? Đi lẹ lên. Đi. Đi. Thắng. Cái gì? Thắng đâu rồi? Chết thằng Thắng đâu rồi? Thằng Thắng đâu? Quay. Quay. Tỉnh đi Quay. Thằng Thắng đâu? Không biết đâu. Có ai vô đây không? Hả? Tôi mê man tới bây giờ đâu biết có ai vô hay không đâu. Trời ơi, chết tôi rồi. Làm sao bây giờ? Chân nó bị đau, chắc không chạy được xa đâu. Tôi trong cho tôi đi tìm đi. Thôi mình báo bà chủ ra. Nó trốn đâu đó. Kiếm bằng được nó về đây cho tôi. Dạ. Một đứa đi thôi. Nó dạ. Có trốn đằng trời cũng không thoát được đâu. Dạ. Giờ xử tội con này trước. Má, má tính làm sao thì làm đi. Nó dám làm chuyện tày trời như vậy, trục cái thai của nó đi má. Bà chủ, thật sự cái thai này là của cậu hai. Con xin thề với bà. Cầm thầu. Nói mà không biết nhục. Tao với chồng tao ở với nhau mấy năm trời không có con. Còn mày mới vừa về thì cái bụng thè lè như vậy. Định qua mặt tao hả? Dạ. Dạ. Dạ thưa bà chủ. Chuyện này oan khuất cho tía con tôi quá. Tôi đã có bệnh mà ai dựng chuyện nói tôi bệnh. Để con Huệ lấy sâm của cậu hai đưa cho thằng Thành để mợ hai bắt quả tang. Con dâu tôi nó bắt quả tang nó đang tơ tình với thằng Thành, chứ liên quan gì tới chuyện ông bệnh đau hay là chết hay sống. Chuyện ăn cắp xâm nhung là sao hả Thúy? Dạ thưa bà, tại vì con nghe họ nói là tía con bị bệnh nặng, cho nên là con mới lấy xâm nhung nhờ anh Thành đưa cho tía của con.
Vậy là vụ ăn cắp xăm dung là có thiệt. Họ nói là họ nào? Dạ, nó ăn cắp xăm dung cho trai đó má. Dạ không có đâu mà ai. Em nhờ anh Thành đưa cho tí em mà. Bị bắt quả tang tay cầm xăm lúc đang tơ tình mà còn chối nữa hả? Tao là tao chỉ định mét má chuyện mày tơ tình để cho mày nhẹ đòn. Cái này là do tía con mày tự khai ra đó nghe. Cái gì mà tùm lum chuyện hết trơn vậy nè? Cái gì mà tơ tình rồi ăn cắp? Là sao? Tôi đi có mấy ngày à mà nhà này với ổ gà vậy? Nó ăn cắp xăm nhung rồi còn tơ tình với trai bị bắt quả tang đó má. Bà chủ ơi, oan cho con quá. Con nghe anh Tấm nói là tía của con bị bệnh nặng, cho nên là con mới lấy xăm nhung chứ con không có tơ tình gì hết. Dạ thưa bà chủ, tôi khỏe cùi cùi vậy chứ có bệnh hoạn gì đâu. Tấn, sao mày đồn tao bệnh sắp chết, cần xăm nhung, mày đồn ác vậy Tấn? Mày đồn phải không Tấn? Dạ. Ấp uống cái gì? Có sao thì nói vậy đi, mắc gì mày sợ? Dạ, con với anh Bảy Lanh. Thôi được rồi, vậy là chuyện này có khuất tất gì đây? Ai thì đứng yên ở đó, tôi kêu vô phòng hỏi từng người một. Con đi theo má để điều tra. Không cần, con ở ngoài đây, khi nào má kêu thì vô. Chuyện này liên quan đến đứa cháu nói giỏi của nhà này, má phải làm cho ra lẽ. Ai mà trả lời không đúng sự thật, tôi trừng trị không nương tay. Tất. Dạ. Đi theo tao. Nè, cậu gì ơi, sao nằm ở đây? Trời lạnh lắm, dậy đi. Ôi trời ơi, cái gì mà mặt mày tím xanh tím đỏ như vậy? Tay chân lằn dọc là ngang dưới vậy? Hả? Con gà. Cậu ơi, cậu ơi cậu. Má ơi, con lại má. Con xin má tha thứ cho con. Cũng tại vì con thương chồng con, cho nên con mới ghen, cho nên con mới lập kế chia rẽ chồng con với con Huệ đó má. Cái kế cô lập ra không phải là cố tình chia rẽ con trai tôi với con Huệ, mà là cố ý muốn giết hại cháu đích tôn của tôi. Dạ, con không có ý đó. Con xin thề, con xin thề là con chỉ muốn giữ chồng con, chứ con không phải làm như vậy đâu má. Tôi đi guốc trong bụng cô từ lâu rồi, chẳng qua là tôi không nói ra thôi. Ai dè cô gan đến như vậy? Cô manh nha từ lâu rồi. Má, má ơi, con về đây làm dâu của má cũng mấy năm trời rồi, chuyện vui buồn gì má con mình cũng có nhau. Con xin má thương con, bỏ qua cho con một lần nha má. Tôi thương cô chứ sao không thương. Những việc cô đang chịu đựng tôi đã trải qua hết rồi mà. Tôi còn cay đắng hơn cô là tôi không có ai để khóc than, để an ủi. Má, nếu như vậy thì má thông cảm cho con, tha lỗi cho con lần này nha má. Con xin hứa với má. Đừng có hứa gì hết. Bụng dạ đàn bà ghen tuông ấm ức, có hứa cũng không giữ lời đâu. Từ nay tôi sẽ canh chừng cô để bảo vệ cháu đích tôn của tôi. Còn chuyện cô đã làm á, tự mày biết lỗi ăn năn sám hối đi. Cũng may cháu đích tôn tôi nó không xảy ra chuyện gì. Nó mà xảy ra chuyện gì tôi không để yên cho cô đâu. Dạ, con đòi ơn má. Sở dĩ tôi bỏ qua cho cô lần này là tôi muốn gia đình này yên ổn để đón cháu nội tôi chào đời. Nhưng nhớ, tôi sẽ để ý mọi chuyện cô làm, coi cô có thiệt tâm hối lỗi như lời cô nói hay không. Dạ, con xin hứa. Con xin hứa là từ nay con sẽ không làm gì cho má buồn, không làm gì cho má trách con nữa. Con xin hứa. Tôi không ngờ anh lập mưu kêu tôi đi Sài Gòn để ở nhà hãm hại em tôi. Cô nói gì tôi không hiểu. Ai lập mưu kế, ai hãm hại em cô hả? Không có tôi, em tôi nó đã nhờ Thành đem củ xăm qua cho tía tôi. Đó là cớ để cho anh và nhà bên này vu oan cho em tôi tư tình. Cô và em của cô cùng yêu thằng Thành. Cô tưởng tôi không biết hay sao?
trong nhật ký của cô luôn nhắc đến thằng Tê. Thì ra Tê chính là thằng Thành. Cô có biết vì sao cô và em của cô phải đi làm bé và đẻ mướn hay không? Vì nghèo và dốt. Đó là nguyên nhân mà chị em cô phải chịu cuộc sống hèn hạ đó. Mấy người ác lắm. Tôi đã làm gì sai mà mấy người lại đối xử với tôi như vậy hả? Tại sao anh lại kêu tôi đi vào buổi chiều hôm đó để cho em tôi bị hành hạ như vậy? Em cô làm gì để bị như vậy thì tôi không hề biết. Còn cái chuyện tôi kêu cô đi là chính vì tôi thấy cô than cô nhớ con, cho nên á tôi mới bày ra chuyện đó. Nếu như mà tôi không nói nó bệnh á thì làm sao cô dám về đó một mình mà không có lý do? Mấy người thật là ác mà. Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cô, đừng chọc tôi nổi giận. Sợ gì tôi biết chuyện hôm đó ông Đốc không có chuyến xe đi Sài Gòn, cho nên á tôi mới nhờ cho cô đi theo. Tôi tưởng cô được thăm con á thì cô phải cảm ơn tôi, đâu có ngờ cô lại quay sang mắng tôi như vậy. Tại sao em tôi lại bị hành hạ khổ sở như vậy chứ? Phải chứ hôm đó tôi đừng có đi Sài Gòn. Tôi mà biết trước chuyện cô không mặn mà gặp con thì tôi đã không mất công như vậy đâu. Con, có người mẹ nào mà không thương nhớ con của mình hả? Nhưng mà các người đã lợi dụng con để hành hạ mẹ của nó. Các người thật là ác mà. Tụi bay không cần phải tìm kiếm thằng Thành về làm gì. Nó trốn đi như vậy, biết đâu sẽ là điểm may của cậu hai. Nó không là kỳ đà cản mũi của cậu nữa. Dạ. Dạ. Con sao rồi? Có đỡ không? Dạ. Nằm xuống, nằm xuống trả lời cũng được. Dạ. Cái bụng con bớt đau chưa? Nếu không bớt á thì mời thầy tới khám lại, đặng có gì mình đổi thuốc liền. Dạ. Con thấy bớt chằn với bụng rồi mà. Ừ, vậy thì tốt rồi. Còn cái chỗ bầm á, chỗ trầy thì từ từ lành cũng được. Lo là lo cái thai trong bụng, không biết ảnh hưởng gì hay không. Huệ, tới giờ uống thuốc rồi nè, dậy uống thuốc. Phải kêu bằng mợ Huệ, chứ gì mà kêu trống không vậy. Dạ, con với chị gái quen kêu nhau như vậy hả ba? Trước khác, giờ khác, sau này á còn sanh con trai là càng khác nhiều nữa. Sanh con trai là khác thì sao má? Má cho lập hôn thú bậc gì với con Huệ, đặng làm khai sanh cho cháu đứa tôn của má nữa chứ. Nhì là hai thì con biết rồi. Thầy Phan dạy con rồi, nhưng mà hôn thú bậc nhì là để làm chi má? Giờ chánh là hôn thú bậc nhất, giờ thứ là hôn thú bậc nhì. Có lập hôn thơ hôn thú thì mới danh chánh ngôn thuận đứng ra làm khai sanh cho cháu đứa tôn của má. Nghĩa má? Ừ. Nghĩa là Huệ là vợ nhì, Thúy là vợ nhất. Ý thì lát nữa con phải về con khoe với Thúy. Nữa xong rồi con lấy bộ đồ thay nghe.
Thôi đừng buồn nữa em, anh có quà tặng cho em nè. Tâm trạng em như vậy mà còn quà cáp gì nữa. Thôi anh nghĩ món quà này em sẽ thích, mở ra đi nè. Mở ra xem đi. Mở đi. Em thấy sao? Đẹp quá. Thật sự thì anh thấy em ở nhà quá cô đơn, với lại không ai đủ trình độ để bầu bạn, trò chuyện cùng em. Anh nghĩ chiếc radio này sẽ làm bạn với em. Cảm ơn anh. Em đang buồn như vậy mà được anh tặng món quà này, giống như là cho em thêm một người bạn vậy đó. Anh nghĩ nó còn hơn một người bạn nữa đó. Bởi vì nó sẽ thường xuyên ở bên cạnh của em. Còn bạn thì có khi phải đi xa nữa mà, đúng không? Em sẽ xem nó như là một người tri kỷ. Và sẽ luôn giữ nó bên cạnh mình. À, hôm nay mọi người đối xử với em ra sao? Bề ngoài thì họ tỏ ra rất là bình thường. Nhưng mà ai biết được bên trong họ nghĩ gì đâu chứ. Má chồng em sau khi nghe chuyện cũng tỏ ra rất là thông cảm cho em, và nói là sẽ bỏ qua chuyện cũ. Còn căn dặn gia đình là không được đàm tiếu rồi đồn thổi chuyện này ra bên ngoài. Chồng em thì cũng sợ em, cho nên là không dám làm trái ý của em. Con Huệ cũng vậy. Nhưng mà có chuyện này. Sao? Có chuyện gì vậy? Má chồng em nói nếu như mà con Huệ đẻ ra được con trai thì sẽ lập hôn thú bậc nhì cho nó, rồi cho nó đứng trên khai sanh lấy họ của chồng em cho thằng nhỏ nữa. Đó, em thấy chưa? Anh nói với em bao nhiêu lần rồi mà em không chịu tin anh. Họ có bao giờ nghĩ gì tới em đâu. Nếu như họ để cho con Huệ lập hôn thú bậc nhì thì nó sẽ được chia gia tài bằng với em luôn đó. Tới mức như vậy sao anh? Nhưng mà má chồng em có nói là không cho nó ăn tài sản mà. Trời ơi Thúy ơi, tới giờ phút này mà em còn tin hay sao? Em thấy không, họ chỉ nghĩ tới con trai của họ, tới cháu nội của họ thôi, chứ họ có nghĩ gì tới em đâu mà em tin. Nếu như mà thật sự như vậy thì phải làm sao đây hả anh? Anh đã hứa giúp em thì anh sẽ giúp tới cùng. Em chờ anh. Trời đất, ở đâu mà anh có cái radio vừa đẹp mà vừa hát lớn quá vậy? Sao anh có vậy? Em thích nó không? Ừ, em thích lắm. Nhưng mà chắc là mất tiền lắm đúng không? Nếu mà em thích đó thì... Cái radio này là của em, tại sao lại đem qua đây? Em nghe ba cái tiếng gì đâu không mà anh đâu có nghe được. Giờ đang nghe giọng cổ, Huệ cũng thích nghe giọng cổ cho nên anh mới mang qua đây nghe chung với Huệ. Em nghe tiếng Pháp, nhưng mà lâu lâu em cũng có nghe tiếng Việt, tại sao anh không nghe chung với em? Anh chỉ thích nghe giọng cổ cải lương thôi, không có thích nghe nhạc Tây của em, buồn ngủ lắm. Từ nay về sau không được đụng vô đồ đạc của tôi nữa đó. Dạ, em xin lỗi mợ, em không biết cái này là của mợ. Định đổ thừa cho chồng tôi đem qua đây đúng không? Tôi nói cho cô biết, trong cái nhà này không có cái gì là của cô hết á. Cái gì mà la om sòm vậy? Chuyện gì cũng la làng hết à? Không sợ người ta cười cho thúi đầu ha? Cái radio này là của con, mà con Huệ nó dám lấy đó má. Là con lấy đem qua cho Huệ nghe, chứ Huệ không có lấy. Ai lấy thì cũng là của em. Cái radio đó nhiêu tiền? Mai má đưa tiền đi mua cho con Huệ một cái y vậy.
bự hơn cũng được. Má! Con nhỏ nó mới bị động thai, thầy Tư kêu nó nằm dưỡng thai nên nó buồn lắm. Mà mẹ buồn thì đẻ con ra nó khóc hoài. Lương nè. Dạ. Mai con đi mua liền về cho nó với lại cháu nội má nghe để thông minh nha không? Dạ. Vậy thì ngày mai vợ nhất sẽ dẫn con đi mua radio cho vợ Nhi.